Xin chào các bạn đến với câu lạc bộ người cá tầng 26. Và hiện tại tôi đang đi trên xe với toàn bộ mọi người ở đây đều là người cá. Người cá Guru, người cá Thái, người cá Nori, người cá Britney. Rồi bây giờ là nghe nói là ở câu lạc bộ người cá đang có sẵn mấy bạn người cá đang đợi Tion đến đúng không? Tion sắp đến rồi đây, Tion đang tới đây. Làm người cá chúng ta phải uống nước nhiều bởi vì mình dễ bị mất nước. Em bơi chưa? Jessica biết bơi chưa? Rồi mấy bạn người cá chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến hôm nay nha. Em đi đâu chơi nửa tháng nay Mina? Em có chạy chứ em đi đâu? Trời đất ơi, ở nhà sao không đi bơi vậy? Em không chạy, em đi rồi. Tại sao bị bệnh gì vậy? Bị mũi chích hả? À, viêm mũi. Nhớ mai mốt đi ra đường đeo khẩu trang nha. Tại trở thành người cá rồi nên mình dễ bị dị ứng với môi trường lắm á. Mình mạnh lên mà nên mình dễ bị dị ứng môi trường là chuyện bình thường. Tại ơi, cái gì vậy? Thật sự trời em đeo mắt kính vô á. Người cá Jessica, bây giờ em sẽ bơi tập luyện với bạn Mina ha. Hai em sẽ bơi song song đều với nhau, còn các bạn người cá khác bơi theo kiểm tra chấm điểm coi bạn nào bơi đẹp nhất nha. Cái đuôi của em nặng quá, bơi như cá quả tạ theo luôn. Thì em là người cá level 2 rồi, em phải tập đeo đuôi nặng hơn để tăng thể lực chứ. Ồ, bạn người cá Mimi. Chào bạn người cá Mimi. Hôm nay bạn trở lại rồi hả? Đi Nha Trang xong rồi giờ mới xuất hiện ha. Rồi tập trung chuyên môn, chăm lo cho hai người cá mới này tập luyện đàng hoàng cái nè. Rồi Mina với Jessica bơi từ đây qua bên kia ha. Rồi mấy bạn người cá khác chấm điểm kỹ thuật bơi của Mina và Jessica giùm Tion nha. Mina bơi sai gì? Mina bơi có là hơi nhanh. Mina làm hơi nhanh, em nhớ đếm 1, 2, 3 nha. Đúng rồi, để Mina làm hơi nhanh, nó lắc luôn một cái thở liền. Lắc luôn cái thở liền, em mạnh dữ vậy hả? Phổi em giống như là máy bơm vậy đó hả? Máy bơm nước vậy đó, hoạt động liên tục vậy luôn á hả? À, làm chậm lại nha, nhớ lắc đuôi rồi đếm 1, 2, 3. Rồi thở nước ra rồi kéo tay ưỡn ngực lên trường tới ngẩng mặt hả miệng ha. Nha Mina nha. Cái phần thi của tuần này á là không phải là đi nhanh nhất là thắng, mà là đi nhiều nhất là thắng, là tiêu cho mấy em trong vòng nửa tiếng. Bạn nào mà lặn được số lần nhiều nhất là bạn đó thắng, hiểu không? Không, nổi lên mặt nước là không tính, là thi lại ha. Ủa vậy bơi từ đó về là mình có nổi lên mặt nước chứ kìa. Đúng rồi, bơi về nổi lên mặt nước, hít thở, ổn định hơi thở rồi lặn ra tiếp nha. Chứ không có làm liên tục nha, làm liên tục là sẽ bị mất thôi. Lắc một lần để nước đẩy đi, nước dừng lại rồi lắc tiếp, hiểu không? Không được suy nghĩ nha. Thả lỏng tư tưởng để mình không bị mất oxy, để có thể đi xa nhất ha. Em xoay tay để hoành lại. Hoành lại đây, em ngẩng mặt lên, hít hơi vào, thở nước ổn định rồi bắt đầu lặn tiếp. À, em lắc đuôi để nước đẩy đi. Xong rồi em mới lắc đuôi tiếp chứ em đừng có lắc đuôi liên tục về để nước nó đẩy mình đi, hiểu không? Chào em. Em giờ bơi tốt chưa? Rồi mà em
khi em nhấn cái chân mình vô, đuổn cái mũi chân mình sát vô, rồi nhét cái chân mình vô, rồi nâng cái da đuôi lên ha. Rồi rồi à, xuống đi, anh hướng dẫn cho em tập luyện cùng với các bạn ha. Xin thông báo sự kiện câu lạc bộ tuần 26 này có phần thi chính thức là các bạn phải lặn xa 8 mét rồi hoành về mới được ngẩng mặt lên hít hơi vào nha. Trong vòng nửa tiếng, bạn nào lặn được nhiều nhất thì bạn đó sẽ thắng nha. Nhớ nha các bạn, nửa tiếng. Đây là một bài tập lặn quan trọng mà tin chắc rằng những bạn tập luyện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp gia tăng khả năng nín thở lâu, lặn sâu nhất có thể. Hiện tại tôi nín thở hơn 5 phút thì khả năng lặn sâu của tôi cũng khoảng 100 mét thôi. Bởi vì áp suất nước sẽ làm dễ mất oxy lắm. Còn nếu mấy bạn chỉ nín thở được 1 phút thì lặn cỡ được 5 mét là nhiều. Mà không kiên trì thì thành tích sẽ giảm. Bởi vậy dù được học tập bài bản kinh nghiệm chuyên sâu của tôi, nhưng các bạn lười biếng là cũng uổng công sức. Những gì tôi đã làm được thì chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được mà thôi. Các bạn lại có rất nhiều thời gian nên hãy cố gắng nhé. Thiên nhiên và động vật đang cần bạn, hãy tiến hóa nhanh lên trước khi quá muộn màng. Có rất nhiều loài vật sắp tuyệt chủng cả rồi, và biến đổi khí hậu cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tion xin thông báo với các bạn phần thi thứ nhất đã kết thúc. Mà bạn người cá Mimi vẫn còn bơi. Wow, bạn người cá Mimi đã chiến thắng. Sau nửa tiếng thi, bạn người cá Mimi đã lặn trên 27 vòng nha các bạn. Các bạn người cá khác đã thua bạn người cá Mimi. Chúng ta hãy vỗ tay khen thưởng cho bạn người cá Mimi nào. Wow. Bây giờ đến phần thi tiếp theo, các em đã sẵn sàng chưa? Sẽ thi bơi với Tion. Người cá sẽ bơi thi với tiên cá ở phần thi thứ hai trong tuần 26 này. Các em sẽ bơi thi với Tion. Không thì bơi chung với người cá Côn. Người cá Côn biến hình thi bơi với mấy em được không? Thôi, người cá Côn bị mấy em nhỏ tấn công vậy quá.
Tion khi mà Tion bơi, các em sẽ bơi theo. Bạn nào mà giữ được khoảng cách với Tion khoảng 2 mét thì bạn đó thắng. Mà bạn nào mà bị Tion cách xa hơn 2 mét là bạn đó thua. Vậy sao Tion không nói đại là Tion bơi đồng đạo đây? Chịu không? Hả? Là mình sẽ bơi dọc theo cái hồ này nè, bơi qua bơi lại, bơi qua bơi lại. Bạn nào cách xa hơn Tion 2 mét là sẽ thua. Ừ thì bơi gần được. Đúng rồi. Bạn nào là bạn bơi cuối cùng với Tion là sẽ thắng nha. Rồi tuần 26 khó nha. Tuần 26 chơi lớn luôn nha. Người cá bơi thi với tiên cá nha. Nhớ bơi giữ khoảng cách nha. Nè em thử nằm xuống đi, em thử nằm xuống thôi. Đó. Nằm xích xuống. Nằm xích xuống. Đó, em 1m45 đúng không? Là từ cây cột này tới cây cột này là 1m6 nè. 2m là thêm một khúc nữa nè. Thêm một ô nữa nè. Không có được bơi gần hết. Được, ngóc mặt lên bình thường. Em cứ giữ khoảng cách đều với Tion là được. Đừng cách xa Tion quá 2 mét sẽ bị thua, hiểu không? Bơi trước Tion được. Không, bơi trước cũng được nhưng mà trong vòng khoảng 2 mét thôi, hiểu không? Gần quá hả? Thì bị ăn cù chỏ. Nè, cái tay Tion quơ vậy nè. Quạt nước nè, các bạn coi cù chỏ nè. Đó, cù chỏ. Rồi, cuộc thi vòng 2 xin được phép bắt đầu nha. Nhớ giữ khoảng cách với Tion trong phạm vi 2 mét nha. Ai mà bị Tion phát hiện là Tion sẽ loại ra nha. Ok. Phần thi thứ hai.
thắng hả? Phần thắng được. Rồi thắng. Trao tặng cho bạn người cá khám. Chúc mừng bạn người cá khám đi các bạn. Trong phần thi sống còn người cá và tiên cá, bạn Khánh đã bám theo Tiêu Ôn rất sát. Mỗi lần Tiêu Ôn quay mặt lại, ủa vẫn còn hả? Hay quá vậy ta. Vậy thì phải trao quà thôi. Còn bạn người cá tai làm ngạn người cá cơ hội như nè, ngồi nghỉ mệt cái đợi Tiêu Ôn bay ra cái bài thèo làm như Tiêu Ôn không biết vậy. Rồi thôi, chúng ta trao quà nha.